Dạ thử quay K8-E8 rồi con. K8-E8 K8-E8 là 8 ngựa bà con, số vòng 2400 vòng trên phút. Tay quay ghi đồ còn luôn nè. Má cũng còn khá lóc đẹp nè bà con. Lóc má còn đẹp nè. Còn khá đẹp đó. Em nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. K8-E8 chạy rất ok, tao phải zin được toàn luôn. Không mới chát. Quá đẹp bà con. Alo. Dạ nói đi. Wow.